Dạ em chào hai anh lính có công với đất nước. Thử có nghe đi bạn. Dạ em xin chào. Em xin chào ạ. Dạ Long Mỹ TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Tâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, hạnh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện khám phá những căn nhà quan, giúp đỡ dân linh đối khác. Năm trở lại cái lò thiêu hôm nay giúp đỡ còn tổng cộng là 10 anh lính nữa. Hôm nay năm trở lại giúp mấy anh lính này thời chống Pháp bảo vệ đất nước tổ quốc nha. Hay là trở lại giúp đỡ thì coi có cái hiện thực đã không, thấy anh nào không ta? Ui hồi như Lâm thấy kìa, trời. Ủa ô hình như là hai người luôn á, sao mà bác ơi tùm lợi mình ra tiếp thử coi. Dạ em xin chào ạ. Dạ em xin chào ạ. Chào anh lính. À mình khai khẩu có được ha. Chào anh lính ạ. Ui cho em hỏi anh với anh này có phải là lính thời chống Pháp 10 người còn lại không ạ? Em là pháp sư nhỏ đến giúp mấy anh nè. Phải. Ôi hôm nay xuất hiện hai người luôn hả? Xin chào. Dạ. Đây. Bạn tôi. À. Hai người đi qua đi lại giống như hai người lúc còn sống chắc là lính canh gác hả? Phải. Lính công cộng đó phải không? Phải. Trời ơi. Thì có biết ngày hôm nay em đến đây em giúp không? Tôi biết. À. Bạn tôi không nói chuyện được. Dạ, chào lính ạ. À. Ừ, xuất hiện hai người luôn bà bác ơi, bữa nay xuất hiện hai người luôn. Chắc lẽ làm sao giúp hai người này luôn về chùa luôn. Bây giờ hai anh lên hồi chiều giờ lâu chưa? Lên hồi chiều giờ. À, ăn cơm, ăn có hưởng cơm, uống về có ăn gì không, đói bụng không? Đợi chú, chiều giờ. À, con chào chú ạ. Ồ, cái này giống như chắc lớn tuổi lắm rồi hả? À, anh lính, người này không nói chuyện được. Có gạt đầu được không? Gạt đầu anh. Dạ, em chào. Ồ, gạt đầu được mà bác ơi. Dễ thương quá, nhỏ con. Thì bây giờ đến đây có cúng cho ăn nè. Rồi đưa về chùa ha. Cái đây có phải là bạn của chú không? Ừ. Bây giờ thì hai anh lính tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, em sẽ bày cái thức cúng cho anh và giúp hai người về chùa ha. Rồi. Tôi đã nghe. Rồi chào, đi đi. Tôi đã hiểu những gì chú nói rồi. Dạ. Rồi. Để tôi dẫn bạn tôi đi. Rồi. Để đợi chú. Ồ mà cho em hỏi thêm bị
không có nói được, rồi cũng nghe được nhưng mà không có nói được thôi. Bạn tôi nghe được. Cho em hỏi thêm là lính này ngày xưa là chỉ canh gác thôi chứ có đâu có cầm súng hay là giúp đỡ bắn được lính nào không? Cũng canh gác, không cho có quân địch nó tới thì phát hiện cho anh em hay. Ừ, tốt quá. Chứ bạn tôi không có cầm súng. Ừ. Rồi, bây giờ anh với anh lính á, dẫn anh đi nghỉ ngơi chỗ nào đi, em sẽ bày cái cúng xong rồi một lát nữa ra dùng ha. Rồi, cảm ơn chú và dạ. Tôi đợi chú. Đi về. Thì ông bà cô bác ơi, không biết anh Lâm đứng đây ông bà cô bác nghe à, có mít không nghe gì. Thì hôm nay lại có hai người xuất hiện luôn. Một lính thì không nói chuyện được, chỉ gật đầu thôi. Lính cũng lớn tuổi rồi đó. Bây giờ Lâm sẽ giúp họ được ấm no. Sau khi giúp họ no thôi, trở lại mình sẽ giao tiếp với họ, mình hỏi một số chuyện với họ, giúp họ về chùa nha ông bà bác ha. Trước khi mình hỏi chỉ lai lịch và tên họ vậy thôi. Thôi giờ đi thôi nha ông bà bác ha. Đứng đi chờ em nha. Đứng đi chờ nha. Lại vị trí này Lâm đặt lên nha ông bà bác ha. Lâm sẽ đặt cái không gian này nó hơi ấy chút xíu, đặt nó to chút xíu nha ông bà bác ha. Rồi, vẫn là cái vị trí này nha. Hôm nay xuất hiện hai người lính luôn. Một người thì không có nói chuyện được. Một người thì nói chuyện bình thường. Nó đang bị câm hay gì. Tội nghiệp anh lính nhỏ quá. Nó nhỏ chắc nghĩ chắc lớn tuổi rồi. Cúng lê luôn nha mọi người.
Do Lâm nay mệt cũng ít có nói chuyện nhiều. Thầy thấy là mình tập trung như mình làm mà giúp hai cái dông ấy thôi. Rất mong mở bác hãy ủng hộ kênh. Hồi ngày mở buổi sáng 9 giờ đó mở bác mở mắt ra coi. Gõ tên là Lâm Nguyễn TV. Thầy coi hôm nay ông nhỏ này không ra video gì chứ kênh mất đề xuất rất là nặng nề ông bà bác ơi. Cái niềm mà động lực mà ông bà cô bác ủng hộ kênh và xem á, nhiều người xem để mà chia sẻ cho nhiều người biết, với lại cũng có chút xíu chi phí để mà mình mua trái cây cũng như dòng đó ông bà cô bác, rất cơm nước rồi kia. Rất mong bà cô bác hãy ủng hộ kênh, Lâm cố gắng có cái động lực để mà chia sẻ giúp đỡ những dòng linh này cho hết những bà cô bác ha. Ngày nay hai người lên chắc lại còn 8 người nữa, Lâm tranh thủ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Giới Bồ Tát, Nam mô các hương linh vong linh ở nơi đây, đặc biệt là vong linh của hai lính gác mấy thời thấy dùng bánh trái giúp từ chùa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhà cày đốt tắt hoài không bao quá. Rồi, bây giờ Lâm sẽ lui ra. Em mở mặt ha. Cho hai cái dòng này dùng đi, lát nữa mình sẽ trò chuyện sau. Mấy chú này thử với nhau đi bạn. Cơm đi bạn. Cảm ơn Pháp Sư nhỏ. Rồi.
vô gia nhập tập đoàn. Không có biết nói chuyện, tôi phải giúp đỡ hai thằng đang canh gác, quân giặc ùa vô, hai thằng chết chung. Giờ thành vong hồn cũng phải theo lo hoài, cái tu dụng nữa. Còn bánh nữa đi bạn. Thôi bạn uống nước các bạn. Nhưng được uống nước cho bạn. Rồi bạn ăn cơm thêm đi bạn. No chị bạn. À, tôi xin cảm ơn pháp sư để cho tôi với bạn tôi dùng nghe rồi, tôi với bạn tôi dùng nghe rồi. Cảm ơn pháp sư, tôi với bạn tôi xin kiểu thì ông bà có bán chị em ơi, chắc hai anh lính canh gác này đã dùng xong rồi. Bây giờ Lâm chỉ còn cái duy nhất là mình sẽ làm cái thực để mà cho hai cái dông này xuất hiện, dùng những cái hỏi về cái chuyện chút xíu rồi giúp hai cái dông này về chùa không bắt ha. Lâm sẽ ngồi vị trí này nè, ngồi cũng đâu cũng được, tới ngồi đây đi. Thì ráng chịu chút xíu đi. Giờ mình sẽ làm cái thịt cho hai cái dòng mình xuất hiện ra. Bắt đầu mình sẽ giúp đỡ họ nha.
hỏi thêm chút đỉnh về họ cũng giúp đỡ họ nha. Dạ em chào hai lính có công với đất nước, có công đổ quốc. Bây giờ anh này không nói được thì anh lính anh sẽ đại diện nói giùm anh này ha. Thì xin chào. Dạ thì hai anh bánh trái này hai anh đã dùng xong hết chưa? Hai anh em tôi đã dùng rồi. Thì cho em hỏi thêm là anh này tên gì, rồi anh tên gì luôn, và hai người ở đâu mà đi chung gia nhập cái băng đoàn thời chống Pháp tới bây giờ vậy? Hai anh em tôi ở chung một xóm. Tôi gia nhập vô quân đoàn, tôi rủ bạn tôi theo luôn. Bạn tôi nó không có biết nói chuyện. Dạ. Ở sớm mấy bà con lớn tuổi đặt nó tên Trâm. Còn anh là tên gì? Tôi với bạn tôi đi chơi nhỏ, tôi tên sớm gì cũng đặt tôi là bạn của Trâm. Thì nếu mà em giúp địa chùa tên thì nghe Câm nó kỳ quá. Thôi em sửa phát âm là hỏi hai người tên là Phát Tâm đây ha. Hai người cùng một cái tên luôn, Phát Tâm, tại vì hai người đi chung. Nhìn như một đôi bạn rất là thân. Vậy thì cho em hỏi là hai người ở cái vị trí nào mà tham gia ở đây? Tức như là lúc còn sống á, thì là ở đâu á? Quê quán ở đâu á? Quê hai tôi ở Sóc Trăng. Hai Sóc Trăng. Thì bắt đầu tham gia hai người yêu tổ quốc, yêu đất nước và tham gia chống Pháp để bảo vệ đất nước luôn. Thì hai người cho hỏi cái chết của hai người hy sinh á, bị đạn hay là bị thế nào, rồi hai người mới mất. Tôi với bạn tôi bữa đó đang đứng canh gác. Hồi mình canh gác cho anh em trong cái tập đoàn, rồi quân Nhật nó ùa vô, nó bắn chính hai anh em tôi. Hai anh em tôi chết trước, xong rồi nó cũng ùa vô nguyên cái băng cái tập đoàn. Những cái chết từng người luôn. Cũng bắn qua bắn lại. Rồi mấy anh em trong cái tập đoàn của tôi cũng hy sinh hết. Dạ. Là hy sinh 30 người. Rồi mới gom lại, rồi mới chôn chung một lỗ như cũng như mấy bạn trước nó, chắc nó cũng có nói chú rồi. Dạ, thì em cũng biết hết những câu chuyện đó rồi. Chỉ là hỏi cái như lai lịch quê quán hay đâu hai nó Sóc Trăng. Thì đặt tên hai người cùng tên Trâm, thì em đặt tên là Phát Tâm. Bây giờ thì không còn gì, chắc có lẽ em giúp cho hai người đi về chùa luôn ha. Đồng ý không ạ? Tôi đại diện cho bạn tôi, cảm ơn chú. Trời, ông dễ thương rồi, ông ngồi ông gật đầu. Anh lính là anh nghe được em nói phải không? Anh về chùa tu lành cho hiền cho. Anh có biết là, anh nói giùm nha, anh có biết được cái thời đại này, thời đại đã phát triển đất nước hòa bình chưa? Hai anh có biết không? Tôi cũng không biết. Thì em nói cho hiện tại là đất nước nhờ công ơn của mấy anh, đất nước đã hòa bình, đã bình yên rồi. Đó, nói cho anh mới hiểu. Bây giờ thì về chùa ha. Cảm ơn chú. Anh đồng ý không? Anh này đồng ý gật quá trời, cũng dễ thương. Rồi, rồi đi về ha. Hai người chắp tay
chắp tay lên niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật để giúp hai người đi ha. Rồi đó mà bác ơi, Tâm cũng đã giúp được hai anh lính canh gác. Trời, hôm nay mấy ổng sao mà dữ dội quá, lên hai người luôn. Cho nên là Lâm giúp hai người về chùa luôn. Thì rồi, giờ này cũng khuya nữa rồi. Đúng mà hôm nay Lâm đi giúp ban ngày thì nó hơi mệt. Lâm ngủ tới 11 giờ mấy, sửa soạn đồ đúng 12 giờ. Thì không ra đúng 12 giờ mấy ảnh còn đứng đó chờ mình luôn. Thôi, video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Hẹn bạn bắt những cái video giúp đỡ vào ngày mai nha. Tính như là 22 người rồi, còn 8 người nữa nhận bạn bắt ha. Về tắt máy, gom đồ thức về nha. Chào bạn bắt.